Ôi, hello chào mọi người đã quay lại với kênh Săn Bắt Ong của mình. Hôm nay mấy anh em mình lại đi săn bắt ong à. Ở hiện tại nhà anh em đi vòng vòng những cái khu vườn. Đây mình sẽ quay khu vườn cho anh em xem. Đây vườn bưởi, chanh. Ở đây thì lý do là bưởi với chanh trồng nó có giá trị hơn các bạn. Đây. Quá trời bưởi luôn các bạn thấy không? Chanh nè. Thì ở đây là dân ta sẽ cưa những cái dừa hết. Rồi mình cũng vô tình gặp chủ nhà thấy mình bắt ong ở chủ nhà chỉ vô trong vườn này có một cái tổ ong ở trong này là trong cái bọng cái dừa đã cưa rồi chết, nó cũng đã mục rồi các bạn. Nên vô đây mình sẽ để cho sang bắt ở tổ này, nó rất là dễ để cho sang thực hành. Rồi hôm nay sang cũng theo mình lâu rồi nhưng mà chưa có bắt ổ vô bọng dừa nào mà thành công hết trơn á, toàn là chất quất không à. Nay ổ này mà bắt không thành công nữa là thua sang luôn á. Đấy các bạn, mình qua đây mình sẽ cho các bạn xem nó nằm ở đó đó, nằm ở đó đó. Không, đây là một cái tổ ong nó nằm trong này nè các bạn. Đây à, hốt một tổ ong trong cái cây dừa mục như vậy nè nha. Cái này để cho sang làm nha. Ok, sang tới phần thể hiện của sang tóc dài. Mấy anh em mình tối ngày phải làm sớm, mình cũng hốt được một ổ nè anh em, hốt ổ được nhiêu mật đây nè, này nó nằm cũng tầm nửa lít mật à, ổ này cũng khá nhỏ, không nhỏ đó. Sang lại lớn làm đi. Được, anh tưởng em các anh hãy bình thân. Rồi xuống làm thường dân đi. Rồi, để sang sẽ làm ổ này cho các bạn xem nha. Xem, có đủ chị mà nè. Các bạn sẽ xem sang hốt nha. Ổ này nó khá là dễ luôn. Thổi suốt, thổi khó suốt. Chưa mở. Đó, hù rồi đó. Hù là được, bé. Bé bỏng ra. Được rồi. Trời ơi, Hoàng Minh lại nó làm luôn bây giờ đây nè. Đây, có nước dừa luôn nha các bạn. Cả nhà lá dừa. Làm đi. Tí mình. Đó. Đó. Sang sẽ xé nha. Cui. Hai cái bầu con cua. Đặt gì đây? Đặt gì đây? Gà con mấy? Con mấy gì gà? Mấy gì gà? Mấy gì gà? Xé đại đi, xé đại đi. Đó, đúng rồi. Trời ơi, anh sợ chọt xuống. Có gì đâu. Đó, đó. Bên kia gan gì ơi, nó nằm nó nằm dưới sang ơi. Ơi nằm tới gốc luôn má nội ơi. Búa ra chơi nó thấy được luôn mẹ ơi. Trời ổ này dễ ăn, búa đục kiềm luôn, quá dễ ăn các bạn. Này, nó nằm tốt dưới này nè, mình chờ lát lên cho các bạn xem nha. Mà cũng không thấy gì luôn. Rồi chờ chút đi. Để sàn xé gần cái tới dưới luôn. Hãy xem ta đây. Đây 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 nè, hãy xem ta đây. Để đi đâu vậy? Bản mà. Đó. 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 Thấy chưa, thấy chưa, thấy rồi đây nè các bạn. Kìa. Ôi ổ này dễ mà ăn, sang mà bắt không được con chúa là đem đi thiến sang luôn. Dính luôn có về. Nam mô Di Đà Phật. Lấy cái cây cầm lấy cái nón. Rồi để có cái cây kia im hơn kìa Vũ, cái thằng đó kìa. Để sang cột cái nón vô, nó túa ra quá rồi các bạn. Sang kêu làm từ từ thôi, sang làm quá.
Rồi vừa vừa thôi. Nó sẽ vô. Mình sẽ quay qua full clip luôn cho các bạn xem. Rồi, giặt cái này ra luôn đi sao? Để cái vô liền ha. Giặt ra luôn đi. Ổ này cũng già đây. Anh không có anh cũng cầm nhang nữa đây. Không, có chúa, có chúa. Có không? Chúa chồng á. Kìa, coi trên nón nữa kìa, nó vô nón nè. Sợ mình sẽ ẩu quá, cái nó chúa nó ra trước luôn á. Nè, 3, 4, 5, 6 người nhìn luôn nha. Rồi, sang cứ bác, thoải mái. 8, 9, 10 mắt. Ừ, ông này không ăn mật. Nó ăn con ủi. Ủi nè. Thật ông ơi. Nè. Lấy ra từ từ kiếm chủ luôn nè. Này đâu lấy từ từ, nó lấy một hít một luôn. Cái bịch mình định đựng tàn ông đâu? Để mà đây. Cái này chiên về chấm nước mắm, chiên nước mắm là tới chuyện. Để riêng bên đi. Để nó đi, lát mình xử lý nó sao. Giờ em lấy từ đây trước đi. Ồ, về nó già ở trong vườn này mới già. Ồ, lấy nguyên về nè. Làm một lần nhất thôi nè. Ừ. Trong sao như làm lần duy nhất cho các bạn xem thôi nha. Lấy cái ra hết luôn nè. Lấy làm sao mà bắt được chúa. Chứ em bắt cho anh bà coi, trời ơi, em thấy làm hoài mình ba. Trời, nó đang đeo đây nè, thọc tay trúng là hư luôn á. Đây. Đóng luôn. Rồi, bỏ ở đây đi anh coi cho. Dạ. Bỏ ở đây đi, bỏ ở đây nè, anh coi cho. Em coi trong đó đi. Anh biết coi không? Biết. Đi không? Cái nào không biết là nói người ta chỉ cho nha. Nè, cầm lên coi với coi sao. Thiệt này khó tính. Coi là người ta phải biết coi con chúa. Con chúa nó làm sao? Con chúa nó như con ông mình này vậy nè. Giỡn đi, đừng giỡn nhộn. Cắt mày ngay. Chưa. Từ từ để ta làm nha. Anh không biết anh ngồi coi đi. Anh phá công. Nè. Anh sẽ ngồi anh coi. Một lỗ tay nè. Đó. Đây đây, đâu đâu ngủ cho. Phải rồi. Để em đập cho. Dạ. Ê. À, cũng không mới về ông non nữa các bạn. Này nó đẻ thêm mà. Luôn chắc luôn. Hình như tao chưa quấn rồi so ta. Có rồi, còn hai thấy còn Tùng nữa. Đúng không? Không. Tùng biết quấn không Tùng? À, có anh xui. Anh xui. Em lấy nào sạch cái này đi, đặng mình đi dí từ từ con ông chúa. Nó vô cái mộng lúc trong rồi. Kệ đó. Kệ hồi. Thấy không? Chắc rồi. Thấy luôn hả thiệt? Thấy dí ra. Thấy ôi mặt kìa. Bên kia kìa. Nhắc luôn rồi các bạn. Non. À dạ. Hai có chuyện nóng. Gì vậy? Nóng, chứ không bị gì hết. Nóng không ạ? Chưa. Bởi chúa còn trong này, chưa ra. Tại nãy dở gan cái nó hết hồn thôi. Nè, đó. Mình sẽ tăng cường quân cho nó lên trên này luôn các bạn. Đó, nó sẽ bò lên. Nhắc cũng có ra luôn sao? Ba chơi phun miếng đầu em ba. Đâu có đâu, anh thổi không mà. Ổ này nó đóng tùm lum từ lưa hết trơn. Nè các bạn, nó đóng méo mó. Mấy ổ này thường thường đóng vậy là nó không có mặt gì. Ba làm vậy là vũ trước mặt em không? Vũ gì nữa các bạn. Mô Phật, mô. Rồi, tiếp tục. Vừa lấy vừa để ý nữa nha. Thôi dắt dài đừng xài khói nữa, được rồi. Thổi khói vô cái đi rồi xong à. Ừ. Đừng xài khói nữa hồi ông chú nó bay mất tiêu luôn á. Ở này trống không, nó bay cái mất lúc rồi, mất luôn. Nữa cái miệng ba không, bởi đi tới đâu ba. Không, đây không có vừa cao. Thường thường là nó vậy mà. Này quay full clip với các bạn luôn nha. Cái ở trên này mình vũ vậy nè các bạn. Nó sẽ lên nó. Đây. Rồi 30.000 con ông chú nằm đầu. Mới kêu tao im. Mới kêu im mà cứ lấy hết đi. Con ông nào bự lần ông chúa. Ủa ổ này không có ông được khỏe. Dễ lửa. Em sợ chọt chọt quá. Lách từ từ thôi. Em cầm cái về em bẻ từ từ ra em lách tới đâu em lách tới đó. Sợ chúng chúa thôi. Đó, lấy tay cầm.
Ủa, cắt gá. Có khi con chú nó đeo trong về luôn á. Ủa sao thấy con nào cũng như con nấy vậy anh ba? Tà lanh. Sang cũng là con ông mà. Sang nó có tài lắm mà được có cái tà lanh đó. Trời, không phải mình ba khen, cả xóm khen em. Ừ, biết. Đâu rồi? Đây. Để bảy nữa rồi. Ba chơi trời. Nó nhồi vậy, chú cút cho trong đó. Ủa kìa nãy bắt khỏe. Nãy gặp một ổ nhát gan, ổ này nó không nhát bằng ổ kia. Ngô Phật. Anh ba chứ không phải tao. Ê chui đâu vậy? Phải chui không vậy? Chui gì? Chui cả luôn đít. Rồi chui la này, chui la này. Bỏ đại vô chui động đi. Rồi chui la này, chui la này, từ từ đấy nghe. Ông non, ông non. Ông ba động không ba? Ông non nó chết không có đau. Nữa. Rồi nó bóp cái mùi rồi. Tao nghe cái mùi. Ê, hổ nách của em mà anh ba. Không phải cái mùi ông. Mùi hổ nách. Có men, có men. Sáng sớm biết qua rồi nhậu. Vậy qua làm nữa đó hả? Nói sáng sớm làm rồi. Hết rồi, bởi thầy luôn. Có 2 ly à. 2 ly à. Uống cái 2 ly không ổn. Giờ mình kiếm chúa. Nhậu cái gì biết không? Cái này hơi lâu luôn á tay. Câu chuyện trái cam. Hóc quá trời hóc anh ơi. Ừ, trái cam qua anh đâu nhậu. Qua anh thấy cái tảnh à. Giờ kiếm cái vấn đề là kiếm chúa nè. Bẻ cái cục này kìa. Bẻ cục trên đó kìa. Ừ. Đầu nha, thổi trên để thọt. Thổi gì đâu. Chúng nó chui chui trống kìa. Em lần lần từ từ cái ngón tay em vô. Mấy ổ trong bụng vừa cái cũng em cũng phải lần từ từ thôi chứ. Ừ, 2-3 ngón nào muốn bấu vậy là cái lần từ từ vô. Ngon nó trúng cái ngón tay mình nó sẽ đi nó đi ra, nó né ra. Ừ. Dạ. Nắm cho chắc chút xíu, vô sâu chút. Ừ, đó. Trời ơi, trời. Mà báo không. Đi, đại đi. Rồi đó. Chúa hỏi nó bò lớn nhỏ ra cái gì. Sao vườn này mặt trắng tươi vậy, mặt canh hả? Mặt bưởi á, bưởi với canh nè. Tươi chúa gọi mày nè, nó bu vô không nè thấy không? Biết rồi, nhưng mà nó biết là ở động đó. Dính. Trời ơi. Dinh dịch các bạn. Dinh ba báo theo. Không phải mình quơ cái chúng nó. Ừ, đâu vô kẹp tay ba. Quay. Cái gì phải từ từ nè. Quay à, quay sang hết pin luôn các bạn. Đó, nó chui vô nè. Nó hết rồi lắm rồi, nó bị rồi. Ơi. Ơi. Bạn gã nút lấy cái vậy không mà chết luôn. À. Các bạn chờ nha, để coi chừng nào mà bao nhiêu lâu là sang bắt được con chúa nha các bạn. Dữ lắm, 3 ngày chứ nhiêu. Đó, đó thấy không? Cho nó nhồi, cho nó nhồi. Nó nhồi là chuẩn bị con chúa nằm đây nè, đem bắt chúa, xỉa con chúa ra nhanh ba coi nè. Bảy ơi. Sáng làm mình tức thiệt chứ. Mà hứa để cho nó hốt quá. Ngồi đây tức lắm đó các bạn. Không biết thì ngồi đó coi đi nè, chỉ cho làm. Ừ. Nó xỉa nè, môi nè. Đó, mình phải từ từ nó chui vô quấn quần nè. Ê, bậy rồi. Mặt tao. À. Đem xỉa con chúa ra luôn ba coi nè. Ba tin em đi. Ừ, xỉa con hòn chúa nó đai rồi xong rồi coi à. Ở này. Trên này em là một nhồi người anh ba nhớ không ba? Đây nó nhồi vô mà kiểu nó không ổn định, nó nhồi 10 phần là em chỉ có 1 phần thôi anh ba. Coi sao nó bắt con ổn này mà bị hơi bị ức chế luôn các bạn. Một cái hút ra anh sáng. Bảy ơi. Lụm ga, lụm ga. Đó vậy ra đó, gọn với lụm. Đấy. Hút ra cho nó bò lên. Hết pin máy luôn rồi sáng ơi. Em phải động ra ngoài em dễ bắt hơn. Ngoài gì? Bay luôn bây giờ. Ui da, ừ. Chơi nữa. Ừ, mới thấy nó. Ủa. Ừ, chơi nữa bạn ơi. Nó ở đâu chơi, thằng kia nó khiều mà. Ok mình.
Thì hơi. Dạ. Thì với bạn. Tạm đi sao? Vô nước mới mà thôi. Đúng rồi. Để em ta. Sao bắt làm sao mà nó chơi mình không à? Đừng vừa thôi, con chúa nó bay. Chú nó phăng, ông phăng lên này kìa, phăng lên này kìa. Ông phăng lên này kìa. Đang kiếm nè. Từ từ nhìn chứ gì vậy, sao nhìn được nó. Nó đây nè. Cái nón mình ấp trên này luôn không ta? Vô đó. Vô mà nó nhoi. Tại con chúa còn dưới này phải nhoi rồi. Ngừng máy chút xíu bạn, cho Sang nó kiếm người nào gặp chúa mình sẽ quay cho các bạn xem chứ. Dạ, bây giờ nó ra hết trơn rồi các bạn. Để mình sẽ đưa cái này lên. Giờ đi dưới xuống rồi để nó. Từ từ. Cột cứng rồi được. Rồi đưa lên. Đưa lên. Dạ không tới. Đưa lên đi, đưa lên. Ngay cho nó đi. Ừ, đó. Rồi nó vô đó, đúng rồi, vừa vô đi. Rồi bây giờ mình cho mình câu. Bên đây nhiều hơn nó sẽ theo à. Để tao lên. Tao lên chảnh. Nó bay à. Nó bay à. Còn khô còn eo được. Nó vô cái này luôn rồi. Vô nè con nàng đó. Ê để ngựa. Quýnh mày. Quýnh. Hai bà chết rồi. Xui dữ chạy. Không dữ dữ. Rồi hai nhá, không giữ nữa. Dạ, chơi nữa rồi, dinh dít nữa. Nữa nè. Không chịu đòn ơi. Bỏ đi, lát mưa hết mưa tính á. Mưa tới à. Bỏ luôn. Chừng lát hết mưa mình tính đó các bạn. Làm hai ba nháy vô miệng luôn rồi. Rồi bỏ đây. Chạy nấp mưa cái đi. Ghẻ cái nhà kìa. Ủa nhà đây kìa, bên đây nè. Rồi, vô nhà, nấp mưa. Ờ, tới à. Sớm giờ vô đây là mưa quá trời mưa các bạn, mấy anh em tôi vô đây nè. Thấy giống tôi giống chú Hề không ông? Nè, nãy đẩy cũng đây vô mỏ nè các bạn. Mình cũng bị vô đây. Không biết là leo lên sao mà nó không giữ. Tại tội phá. Rồi để một lát cái hết mưa. Bây giờ nó còn trên đó đó. Một lát hết mưa mình sẽ không có cái dài leo. Trời mưa nó trơn lắm, mình sẽ lấy cái dài mình leo lên. Mình sẽ bắt nó, không bao giờ bỏ nó được đâu các bạn. Rồi các bạn, giờ cũng đã tạnh mưa rồi. Giờ mình sẽ quyết định mình leo như này, số nó bên đó. Bây giờ qua đâu tôi vô bên đây rồi. Bây giờ mình sẽ leo này lên đây, trời mưa. Mưa ướt mình sẽ có đồ dài phải hỗ trợ nha, về leo. Mình sẽ tiến hành leo. Lên cái cặm cây này lên đứng. Kéo mưa ra. Đây. Lên. Mạnh á, đập mình mạnh lên ba. Tự dấn dấn lên ba tham quá. Đó, ông có đồ leo leo nó khỏe các bạn. Nó nằm trên này nè, một cục trên này nè. Ừ, từ từ để anh ngồi cái. Lại lên đọc vườn nữa nha các bạn. Kiếm chỗ cho nó an toàn cái đã. Rồi Sang đưa lên đây nha. Rồi, Sang đưa cái nón lên nha các bạn. Mình sẽ dụ cho nó vô đây nè.
Đó. Mình cũng một cái ở dưới nó chạy rồi các bạn. Đó, mình rung vậy cái nó sẽ bu vô nón. Ok, có vô nón rồi các bạn ơi. Rồi một lát xuống mình sẽ lựa chúa sao. Xui. Xui là nó lên trên ngọn cây. Ê, ở dưới nhìn thấy chứ anh đây đâu thấy gì đâu. Mà hai cái là mình có chuẩn bị cái đồ hỗ trợ leo cây. Này lựa chúa hồi cái nón này nhỏ quá đây nè. Giờ nó vô hết rồi các bạn. Mình sẽ đưa xuống cho thằng Sang xử lý dưới. Mình xuống sẽ lựa chúa sau nha. Từ từ thì anh đưa từ từ chứ anh đâu có đưa ấy đâu. Thằng Sang đem xuống máng đây rồi các bạn. Mình sẽ lựa chúa. Con này nãy giờ đậu nó cũng hung lắm các bạn. Mấy đình hoài rồi đó. Ừ, nó bu như này nó làm dữ lắm nè. Nó xối vậy nè. Giờ cái nón này nó hơi nhỏ so với cái ổ, lựa nó hơi khó. Chúa nó rút vô trong rồi đó. Mình cố gắng mình lựa nó. Đậu nó bung lên. Mình đã thấy con chúa rồi. Lắm đó. Nó chui như thế này mà. Nó chui rồi. Nó nằm một cục trong này nè, nó rút trong này nè. À, từ từ nó lòi ra. Đây là lúng rồi. Nó chưa chịu lên. Thấy con ong kia nó bu lại nó. Chưa. Bóp mà ong kia nó đâu được. Nó chưa chịu lòi đầu lên, mình đưa lên đây sẽ lòi đầu lên thôi. Nó chui đòn vô những con trong á, nó khôn lắm. Những con ong này nó ôm, nó che nó. Khôn như chúa vậy ha. Ừ. Đâu rồi. Nó chưa chịu ra hả? Chui lọn cho chứ mà không phải là đây, cái nón này hơi nhỏ thành ra ông nó nhiều thành ra nó chui lọn được. Cái nón bự mình xây là nó lòi ra. Mà chịu sắp nón bự hết đây nè, nó nặng nè. Một con chưa rồi. Kiếm còn con nào nữa không? Hôm nay chắc có một con mình sáng đâu thấy ấy nè. Ý xong rồi ta ơi, thục cái xuống, thục xuống đây chứ. Từ từ giờ gã xuống rồi một cái ì, ngã xuống một cái ì đây nè, dính trên tay nè. Phải nhẹ nhàng với nó mới được, không gấp với nó được. Sang ơi, đau vậy? Bóp vô. Bóp vô đây. Thế là xong các bạn. Bắt ong này cũng tính đầu nó dễ ăn mà nó lên đọt cây thì thành ra hơi cực nha các bạn. Nhưng mà mình đã có chuẩn bị. Mình đã có chuẩn bị những cái đồ leo. Rồi, ok.
kéo ra ngoài. Chưa ổ kìa. À. Mình sẽ chờ chút xíu nó rút vô ổ này mình tấm nó lại các bạn ơi. Rồi, thế là xong. Đại công cáo thanh. Rồi, mấy anh em mình chào cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Mê. Có gì vậy? Hoa chuối. Trời ơi. Mùa hoa chuối.